Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng các quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một mẫu tinh thể thạch anh trắng có kim sa. Đá nguyên bản tự nhiên, tất cả các chi tiết ở đây nó đều là tự nhiên, không hề gắn ghép, không hề cắt gọt mài giũa gì cả. Đây là cái nền đá gốc của viên này đã được bóc tách ra. Đây là mặt đế của nó cũng có ánh kim sa quý vị nhé. Viên này nó có chiều cao là 16 cm và bề ngang này nó cũng là 16 cm, khối lượng của đá nặng là 2,9 kg. Và hiện mẫu thạch anh kim sa này tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 600.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ ship hàng đến tận nhà cho quý vị. Khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên khi đó quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Cam kết là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Nếu mà sai so với cam kết xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định giám định. Cái viên này hình dạng nó trông hơi giống con ốc sên. Rất chi là đẹp. Nặng 2,9 cân và bán với mọi người với giá là 600.000 đồng. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào mà hàng ngày kênh Đá Phong Thủy sẽ up lên để phục vụ các quý vị. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.